thú nhân tù trưởng. van cầu ngài, buông tha ta đi, ngài là trên thế giới cường đại nhất chiến sĩ, thú nhân nguyện phụng ngài làm chủ. Tinh linh tộc nữ vương. Lãnh chúa đại nhân, ngài là trên thế giới có mị lực nhất nam nhân. Đế quốc chi chủ. Hỗn đảng lĩnh chủ. Buông nữ nhi của ta ra. Có việc hướng ta tới. Mổ lãnh chúa. Ta chỉ là muốn làm một cái bình thường lãnh chúa mà thôi, thật sự kỷ nguyên đại lục 996 năm, Morino đại lục nên đón một vị lãnh chúa không giống lãnh chúa nhất trong lịch sử. Hữu nghị nhắc nhở. Quyển sách chậm nóng, đặc sắc ở phía sau. Quyển sách số nhóm. ba sách mới đã tuyên bố vạn giới chí tôn đại lãnh chúa, hoan nghênh đọc. Tiểu thuyết máu chốt. Đại lãnh chúa dưỡng thành hệ thống không đạn cửa sổ, đại lãnh chúa dưỡng thành hệ thống TXT toàn tập đao loa đại lãnh chúa dưỡng thành hệ thống mới nhất chương đọc. Chương 1 Hát thạch trấn lãnh chúa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Tung ra chiến đấu đơn vị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 3 Dân tâm cùng thương binh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Thiên thần hạ phàm thương binh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 La lị La lị La lị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Mở ra hát thạch trấn làm nông thời đại bên trên bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Mở ra hát thạch trấn làm nông thời đại, bên dưới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Cấp một thành trấn đạt thành cùng chức quan phân phối. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Colin, Đức Lý Á, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Giết người cướp của sợi khoai tây. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.